là cái tên đã và đang đi vào fashion của các nàng công sở nói riêng và phụ nữ nói chung. Gumac không ngừng cho ra mắt nhiều sản phẩm đáp ứng nhu cầu cho phái đẹp. Để đáp lại những sự tin yêu, nhà Gu đã gửi đến các cô gái bộ sưu tập lần này với màu sắc tươi trẻ của ngày hè. Kiểu dáng đa dạng mang một nét riêng của nhà Gu tự tin, quý phái, nhưng không kém phần quyến rũ, sang trọng cho các nàng thỏa sức sải bước trong công sở, cũng như đi chơi, tiệc với bạn bè và người thân. Có chất là có tất, đó chính là thông điệp mà nhà Gu muốn gửi gắm đến giới mồ điệu thông qua bộ sưu tập. Các nhà thiết kế đã nắm bắt được xu hướng thời trang mùa này và chọn lọc một cách tỉ mẩn với những chất liệu không quá mỏng, cũng như không quá dày, đa dạng về chất liệu để mang đến cho các quý cô nhiều cung bậc cảm xúc khi đến với nhà Gu, từ tự tin nữ tính sang trọng, pha một chút cổ điển nhưng không kém phần quyến rũ. Từ đâu em
giờ nơi đây lặng lẽ mình anh, những chiếc hôn sâu xa quá xa, thật cầu mong người quay trở về.